220. Chuyện Tế Sư Dhammadasa, tiền thân Dhammadasa, ngày sống kẻ an lạc. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về những âm mưu sát hại ngài. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà thuở trước cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa đã âm mưu sát hại ta, nhưng dù chỉ làm ta sợ hãi cũng không thành." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, vua Yasapani trị vì ở Ba La Nại. Vua có một vị tướng quân tên là Kalaka, Hắc Nhân. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị cố vấn tế tự tên là Dhammadahasa, ngọn cờ chánh pháp. Vua có một người thợ hớt tóc và làm đồ trang sức đầu tóc cho vua tên là Chattapani, người cầm dù. Vua trị vì theo chánh pháp, nhưng vị tướng quân lo việc xử kiện thường ăn hối lộ và hay dèm pha. Khi đã lấy hối lộ, ông lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của những người sở hữu chủ chính đáng. Một hôm, một người bị thua trong một vụ kiện, hoa tay khóc lóc. Khi đi ra khỏi pháp đình, thấy Bồ Tát đang hầu vua, liền giơ mình xuống chân Bồ Tát và thưa: "Thưa ngài, trong khi ngài khuyến giáo vua về thánh sự và tục sự, thì tướng quân Kalaka lấy hối lộ, làm các người sở hữu chủ phải mất tài sản." Và ông ta thuật lại vụ kiện của mình. Bồ Tát đồng mối bi tâm nói: "Này bạn, hãy đi theo ta sẽ xử vụ kiện cho bạn." Bồ Tát đưa người ấy đến pháp đường, một số đông quần chúng tụ họp lại. Bồ Tát xử vụ kiện của người ấy và khiến người sở hữu chủ lấy lại được tài sản. Quần chúng đều hoan hô. Tiếng hoan hô làm thành tiếng ồn ào lớn. Vừa nghe tiếng ồn ào liền hỏi: "Tiếng ồn ào gì vậy?" "Thưa đại dương, một vụ kiện xử sai đã được bậc hiền trí Dhammadasa xử lại đúng pháp, vì vậy đó là tiếng ồn ào do quần chúng hoan hô." Vua bằng lòng, bảo mời Bồ Tát đến và hỏi: "Thưa sư trưởng, trẫm nghe nói sư trưởng mới xử kiện." "Thưa đại dương, phải, thần vừa xử xong một vụ kiện mà tướng quân Kalaka đã xử sai." Vua nói: "Bắt đầu từ nay, sư trưởng hãy xử các vụ kiện, đôi tay trẫm sẽ sung sướng và thế giới sẽ tăng thịnh." Bồ Tát không muốn xử kiện, nhưng vua yêu cầu: "Vì thương xót mọi loài hữu tình, sư trưởng hãy ngồi xử kiện." Vì vậy Bồ Tát nhận lời. Từ đấy trở đi, Bồ Tát ngồi xử kiện và xử cho người sở hữu chủ chính đáng được thắng kiện, còn Kalaka không được tiền hối lộ, lợi dưỡng bị hao hụt nên bắt đầu dèm pha Bồ Tát trước mặt vua. Ông ta tâu với vua: "Thưa đại dương, Dhammadasa muốn đoạt quốc độ của ngài." Vua không tin và bảo ông ta đừng nói như vậy nữa. Kalaka nói: "Nếu đại dương không tin thần, khi nào Dhammadasa đi đến hầu, đại dương hãy nhìn qua cửa sổ, rồi đại dương sẽ thấy Dhammadasa đã làm cho toàn thành phố nằm trong tay của ông ta." Vua thấy đám người được Bồ Tát xử kiện, tưởng rằng đấy là hội chúng của Bồ Tát. Vua sinh lòng nghi ngờ Bồ Tát và hỏi: "Này tướng quân, nay chúng ta phải làm gì?" "Thưa tiên tử, hãy giết nó." "Chúng ta không thấy nó phạm trọng tội nào, làm sao ta giết nó được?" "Đã có một cách." "Cách gì vậy?" "Hãy bảo nó là một việc không thể làm được. Khi nó làm không được, ta lấy tội ấy và ta sẽ giết nó." "Nhưng việc gì không thể làm được?" "Thưa đại dương, một khu vườn có đất tốt, được trồng cây và săn sóc, phải cần từ 2 đến 4 năm mới sanh trái được. Đại dương hãy cho gọi nó đến và bảo: ngày mai trẫm muốn đến chơi tại một khu vườn, hãy làm cho trẫm một khu vườn. Và nó sẽ không thể làm được, chúng ta nhân tội ấy sẽ giết nó." Vua mời Bồ Tát đến và nói: "Thưa bậc hiền trí, trẫm đến chơi tại khu vườn cũ lâu ngày đã chán, nay trẫm muốn đến chơi ở một khu vườn mới, hãy xây dựng cho trẫm một khu vườn mới. Nếu khanh không làm được việc ấy,
Khanh sẽ mất mạng. Bồ Tát biết, có lẽ vì Kalaka không nhận được tiền hối lộ, nên nó làm cho vua chống đối ta. Bồ Tát nói với vua, thưa đại vương, thần biết thần sẽ lo việc ấy. Rồi đi về nhà, sau bữa ăn, Bồ Tát nằm trên giường suy nghĩ. Lúc ấy, chiếc ngai của Đế Thích, Thiên Chủ Saka, trở thành nóng. Đế Thích hướng tâm suy nghĩ, biết rằng Bồ Tát đang gặp khó khăn, liền vội vàng hiện đến phòng ngủ của ngài, đứng trên không và hỏi, thưa bậc hiền trí, ngài đang suy nghĩ gì? Người là ai? Ta là Đế Thích. Vua bảo ta là một cu giường, nên ta suy nghĩ về vấn đề ấy. Thưa bậc hiền trí, chớ lo âu. Tôi sẽ làm cho ngài một cu giường như rừng Nandana, như rừng Sitalata ở thiên giới. Ta sẽ làm tại chỗ nào? Hãy làm tại chỗ ấy. Đế Thích làm cu giường xong, đi về thành chư thiên. Ngày hôm sau, tận mắt thấy cu giường, Bồ Tát đi bảo cho vua. Thưa đại vương, cu giường đã làm xong cho ngài, xin hãy đi đến chư khiển. Vua đi đến, thấy cu giường có thành bao dây, rộng 18 cửa tay, có sắc đỏ, có các cửa và vọng lâu, được tô điểm bởi nhiều loại cây nặng trĩu hoa và trái. Vì vậy, vua nói với Kalaka, bậc hiền trí đã làm như lời ta nói, nay chúng ta phải làm gì? Thưa đại vương, nếu nó có thể làm một ngôi giường trong đêm, thời sao nó không thể cướp đoạt vương quốc? Này chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta có thể bảo nó làm một việc khác không thể làm được. Việc gì vậy? Chúng ta bảo nó làm một cái hồ bằng bảy báo. Vua nói, tốt lắm. Và vua cho gọi Bồ Tát đến và bảo, thưa sư trưởng đã làm xong khu giường. Sư trưởng hãy làm một cái hồ bảy báo tương xứng với khu giường này. Nếu không thể làm được, mạng sống của Khanh không còn nữa. Bồ Tát thưa, tốt lắm, thưa đại vương, có thể thần sẽ làm được. Rồi Đế Thích là một cái hồ tuyệt đẹp, có 100 cái bến, có 1000 khúc cong, trên che kín với sen 5 sắc, giống như hồ trong giường Nandana ở thiên giới. Hôm sau, Bồ Tát tận mắt thấy cái hồ ấy liền báo cho vua biết. Thưa thiên tử, cái hồ đã làm xong cho ngài. Vua thấy cái hồ, lại bảo Kalaka, nay chúng ta phải làm gì? Thưa đại vương, hãy bảo nó là một cái nhà tương xứng với cu giường. Vua bảo Bồ Tát, thưa sư trưởng, nay hãy làm một ngôi nhà toàn bằng ngà tương ứng với cu giường và cái hồ này. Nếu Khanh không làm được, mạng sống của Khanh sẽ không còn. Và Đế Thích làm một ngôi nhà đúng như vậy. Hôm sau, Bồ Tát tận mắt thấy ngôi nhà, liền báo cho vua biết. Vua thấy ngôi nhà ấy, hỏi Kalaka, nay chúng ta phải làm gì? Thưa đại vương, hãy bảo nó là một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà. Vua bảo Bồ Tát, này bậc hiền trí, hãy làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà bằng ngà này. Với ánh sáng hòn ngọc, trẫm sẽ đi dạo chơi trong nhà. Nếu Khanh không làm được, Khanh sẽ không còn mạng sống nữa. Rồi Đế Thích làm xong hòn ngọc. Hôm sau, Bồ Tát tận mắt thấy hòn ngọc, liền trình vua. Vua hỏi, Kalaka nên làm gì? Kalaka thưa, thưa đại vương, thần nghĩ có một vị thần nào đó đã làm theo ý muốn của bà La Môn, Damadasa. Nay, hãy bảo nó làm một cái gì mà ngay các vị thần cũng không làm được. Các vị thần không thể làm được một con người đầy đủ bốn đức tánh. Do vậy, đại vương hãy bảo nó là một con người giữ giường đầy đủ bốn đức tính. Vua bảo Bồ Tát, này sư trưởng đã làm xong cho chúng ta một khu giường, một cái hồ, một cung điện bằng ngà, một hòn ngọc chiếu tỏa ánh sáng. Này, Khanh hãy làm một người giữ giường đầy đủ bốn đức tánh để bảo vệ khu giường của ta. Nếu Khanh không làm được, Khanh sẽ mất mạng. Bồ Tát đáp, thưa dân, nếu có thể, thần sẽ lo làm việc ấy. Rồi ngài đi về nhà.
Sau buổi ăn ngon, Ngài nằm nghỉ. Sáng sớm, Ngài thức dậy, ngồi trên mặt giường suy nghĩ. Thiền chủ Đế Thích đã làm những gì có thể làm được, nhưng Đế Thích không có thể làm con người giữ giường đầy đủ bốn đức tánh. Sự việc là như vậy, thà chết cô độc trong rừng tốt hơn là chết trong tay người khác. Vì vậy, không nói với một ai, Bồ Tát từ lầu đi xuống, ra khỏi thành bằng cổng chính, vào rừng và ngồi dưới một gốc cây suy tư về thiện pháp. Đế Thích biết sự việc ấy, hóa là một người thợ rừng đến gặp Bồ Tát và thưa: Thưa Ngài Bà La Môn, Ngài được nuôi dưỡng tế nhị, sao lại đi vào rừng này ngồi làm gì? Để hỏi ý nghĩa này, Đế Thích đọc bài kệ đầu. Ngài sống vẻ an lạc, sao bỏ nước vào rừng? Như một người cuốn cổ, một mình dưới gốc cây, ngồi thẫn thờ sầu muộn. Nghe vậy, Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai. Ta sống vẻ an lạc, nhưng bỏ nước vào rừng, như một người cuốn cổ, cô độc ngồi gốc cây, suy tư về thánh pháp. Rồi Đế Thích thưa: Thưa Ngài Bà La Môn, sự việc là như vậy, sao Ngài ngồi tại chỗ này? Vua bảo là một người giữ giường đầy đủ bốn đức tánh, và vì không có thể làm được một người như vậy, nên ta suy nghĩ, sao ta lại chết trong tay người khác? Ta sẽ vào rừng và chết cô độc ở đó, vì vậy nên ta đi đến đây. Thưa Ngài Bà La Môn, tôi là Thiên Chủ Đế Thích. Tôi đã làm ngôi giường vân vân cho Ngài. Tôi không thể làm một người đầy đủ bốn đức tánh. Nhưng trong nước của vua có một thợ hớt tóc tên là Chattapani đầy đủ bốn đức tánh. Nếu phải có một người giữ giường, hãy giới thiệu người hớt tóc này là người giữ giường. Đế Thích khuyên nhủ Bồ Tát, an ủi Bồ Tát chớ sợ gì nữa, rồi đi về thành phố Chư Thiên. Bồ Tát về nhà, ăn sáng xong, đi đến cửa cung, thấy Chattapani tại đấy. Ngài cầm tay anh ta và hỏi: Thưa bạn Chattapani, nghe nói bạn có đủ bốn đức tánh phải không? Chattapani nói: Ai bảo ngài tôi có đầy đủ bốn đức tánh? Chính Thiền Chủ Đế Thích. Vì nguyên nhân gì Đế Thích nói vậy? Bồ Tát kể lại tất cả câu chuyện và nói lý do ấy. Anh ta đáp: Thưa dân, tôi có bốn đức tánh. Bồ Tát liền cầm tay Chattapani đi đến ý kiến vua và thưa: Thưa đại vương, Chattapani có đầy đủ bốn đức tánh. Nếu cần một người giữ giường, đại vương hãy bảo người này giữ giường. Vua hỏi Chattapani: Có thật là khanh đầy đủ bốn đức tánh? Thưa dân, tâu đại vương, khanh có bốn đức tánh nào? Vị ấy đọc bài kệ này: Tôi không có ganh tị, tôi cũng không uống rượu, tôi không có ái nhiễm, an trú không phẫn nộ, thiền tử tôi là vậy. Vua hỏi: Này Chattapani, có phải khanh nói tôi không có ganh tị? Đúng vậy thưa thiền tử. Thấy những duyên tố gì khanh không có ganh tị? Thưa đại vương, hãy nghe đây. Chattapani đọc bài kệ này nói lên tính không ganh tị của mình. Xưa vì một nữ nhân là vua, tôi ra lệnh bắt trói vị tế sư, nhưng vị ấy dạy tôi an trú vào thánh pháp, do vậy tôi không ganh. Rồi vua hỏi Chattapani: Này Chattapani, do thấy tác hại gì khanh là người không uống rượu? Chattapani đọc bài kệ này: Kính thưa bậc đại vương, xưa tôi uống rượu say, tôi đã ăn cả thịt chính đứa con trai tôi. Tôi khổ đau sầu muộn, thề từ bỏ uống rượu. Rồi vua lại hỏi: Này bạn, do thấy duyên cớ gì bạn không còn ái nhiễm? Chattapani nói lên duyên cớ ấy với bài kệ này: Xưa tôi chính đại dương, tên Kitavasa. Con tôi đã làm dở, bình bác độc giác vật, và nó phải mệnh chung, do vậy không ái nhiễm. Vua tiếp tục hỏi Chattapani: Do duyên cớ gì bạn trở thành người không phẫn nộ? Chattapani nói lên duyên cớ ấy với bài kệ này:
Tôi là Araka, 7 năm tu từ tâm, 7 kiếp sống phạm thiên, do vậy không phẫn nộ. Khi Chattabani đã nói lên 4 đức tánh của mình, vừa khen ngợi Bồ Tát trước hội chúng, ngay lúc ấy, các vị đại thần, bà La Môn, gia chủ, dần dần, đều đứng dậy và la lớn. Ôi, đồ ăn hối lộ! Ôi, cái ăn trộm ác độc! Ngươi không được của hối lộ nên nói xấu bậc hiền trí và muốn giết vị ấy. Họ bắt giữ Kalaka, kéo ông ta ra khỏi cung vua, rồi chụp lấy bất cứ vật gì, kẻ lấy đá, người lấy côn. Họ đánh ông ta dở đầu và chết ngay. Xong, họ nắm chân ông ta lôi đi và quan sát trên đống phân. Từ đó về sau, vua trị nước thật đúng pháp, rồi đi theo nghiệp của mình lúc mệnh chung. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, tướng Kalaka là Đề Bà Đạt Đa, người thợ hớt tóc Chattapani là Xá Lợi Phất, còn Dhammadasa là Ta Dạy. Phẩm Kassava 221. Chuyện tắm y vàng. Tiền thân Kassava. Ai đầy những uế nhiễm? Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Một thời, vị tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất sống với 500 tỷ kheo ở Trúc Lâm. Đề Bà Đạt Đa sống với hội chúng tỷ kheo.